Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Cương để qua giới thiệu chú vị và các bạn một cái lô mai ha. Dáng lắc đẹp. À. Đó. Đây, chào anh. Chào anh, chào tất cả anh em. Thì hôm nay em có số cây mai để giao lưu với anh em. Em xem tham khảo thấy cái nào vừa ý thì alo em. Số điện thoại thì trên màn hình. Rồi. Anh vào cây đầu tiên, mã số 1. 60 anh. Rồi, cao 60. Rồi, vô quanh luôn anh. Quanh 26 anh. Rồi, 24. Mấy? 24 quanh. 24. Đấy quý vị. Rồi, vô luôn nhiêu đây anh? 1.3 anh. 1.3. Rồi, xuống cây. Số 1. Tiếp tục. Mã số 2. Rồi, chiều cao em nó. Cao 100. Rồi, 100 là 1 mét ha. Rồi, vô hoành luôn anh. Hoành 27 anh. Rồi, 27 đúng luôn. Để quý vị, để nôm, cộng lực. Rồi, vô luôn như đây anh. 1.3 anh. 1.3. Rồi, xuống cây. Mã số 3. Cao luôn. Cao 90. 90 cao. Rồi, vô hoành em nó luôn. Hoành 27 anh. Rồi, để luôn anh. Đó. Để cũng đẹp nè ha. Rồi, vô luôn nhiêu đây anh? 1.2 anh. Rồi, 1.2. Rồi, xuống cây, hoành to chứ nhỏ luôn. Mã số 4 luôn. 70. Rồi, cao 70. Rồi, vô hoành em nói luôn anh. Lưng cục kê cái 24 anh. 24 hoành. Để quý vị. À. Rồi, vô luôn nhiêu đây anh? 1.2 anh. 1.2. Rồi, xuống cây. Mã số 5. Rồi, chiều cao. Chiều cao 1 mét. 1 mét. Rồi, vô hoành luôn anh. Hoành 25 anh. Rồi, 25 hoành. Để củ đặt kẹo ha. Củ cũng nở nè. Rồi, giao lưu như đây anh. 1.1 anh. 1.1. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo. Số 6. Rồi, chiều cao em nó. 55. 55. Rồi, hoành luôn anh. 25 hoành anh. Rồi, xây xây luôn. Rồi, vô luôn như đây anh. Vô luôn giá 1.3 anh. Rồi, 1.3. Rồi, xuống cây. Mã số 7. Rồi, chiều cao. Cao 50. 50 cao. Rồi, vô hoành luôn anh. Còn 22 anh. Rồi, cũ cũng đặt ha. Rồi, vô luôn nhiêu đây anh? 1.2 anh. Rồi, 1.2. Rồi, xuống cây. Mã số 8. Rồi, cao. Cao 40. 40. Rồi, vô hoành luôn anh. Hoành 18 anh. Rồi, xe xây luôn. Rồi, diện nghĩa cụ đế ha. Rồi, vô luôn nhiêu đây anh? 1.000.000 anh. Rồi, 1.000.000. Rồi, xuống cây. Mã số 9. Rồi, chiều cao em nó. 60. 60 cao. Rồi, vô hoành luôn anh. Hoành 23. Rồi, xe xây. Để luôn. À, để chạy đều bầu trơn ha. Cũng kính hết trơn nè. Rồi, giao luôn như anh. 1.2 anh. 1.2. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 10. Cao luôn. Cao 60. Rồi, 60 cao. Rồi, vành luôn anh.
Quỳnh 24 anh. 24 Quỳnh. Rồi để quý vị. Cú đế cũng đặt ha. Rồi giao lưu nhiêu anh? 1.3 anh. 1.3. Rồi xuống cây. Mã số 11. Cao 50. 50 cao. Rồi vô Quỳnh luôn anh. Cao Quỳnh 23 anh. Rồi đế luôn à, đế này đẹp à, cụ đặt kẹo ha. Rồi giao lưu nhiêu anh? 1.2 anh. 1.2 giá dễ thương. Rồi xuống cây. Sáu mươi lăm cao. Rồi mã số 12 cao 65. Rồi vô Quỳnh luôn anh. Quỳnh 23. 23 Quỳnh. Rồi để luôn rồi quý vị. Để cũng đẹp ha. Rồi giao luôn như anh? 1.3 anh. Rồi 1.3. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 13. Số 13 cao luôn. Cao 85. Rồi 85 cao. Rồi vô Quỳnh luôn anh. Quỳnh 24. 24 Quỳnh. Đây cụ đế. Rồi để đều ha. Rồi vô luôn như anh. 1.6 anh. Rồi 1.6. Rồi xuống cây. Rồi mã số 14. Này Quỳnh cũng khá to đây. Cao 85. 85 cao. Rồi mình vô Quỳnh luôn. Quỳnh em nói quý vị. Này Quỳnh to. Quỳnh 30 anh. 30 Quỳnh. Rồi vô luôn như thế anh. 2.9 anh. Rồi 2.9. Rồi xuống cây. Rồi mã số 15. Cao 70. Rồi 70 cao. Rồi vô Quỳnh luôn anh. Quỳnh 25 anh. Rồi 25 Quỳnh. Rồi để rồi quý vị. Rồi giao lưu nhiêu đây anh? 1.9 anh. Rồi 1.9. Rồi xuống cây. Rồi một em bự chảng. Chót đọt luôn. Cao 80. Mã số 16. Em này giót đọt đẹp quá ha. À, Quỳnh bự mà có giót cái đọt lên nè. Rất là duyên cây ha. Tay cành xè luôn. Rồi vô Quỳnh luôn anh. Đẹp quá vậy. Này đẹp rồi nha. Quỳnh 35 anh. 35 ha. Rồi xem đế luôn. Mã số 16 nha quý vị. Đế đẹp luôn. Quý vị nghe kỹ ha. Cái đọt gió còn chút xíu. Rất là khéo cây ha. Rồi giao lưu nhiêu anh? 7 triệu anh. Rồi 7 triệu quý vị. Cây đẹp ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 17. Rồi, tiếp tục một em bự bự đây ha. 80. Rồi tay cành thả cũng đều luôn. Rồi mình vô Quỳnh em nói luôn anh. Quỳnh 28 anh. Rồi 28 Quỳnh. Tay cành đều không có gì. Đó, rồi vô rồi đế nè. Đó, đế đặt kẹo ha. Kính kính bầu luôn. Rồi giao luôn nhiêu đây anh? 4 triệu anh. Rồi 4 triệu. Tại cành đẹp. Rồi xuống cây. Cành đẹp đây đẹp ha. 4 triệu bao ship cho quý vị luôn. Rồi mã số 18. Rồi em này cũng nhỏ nhỏ lại ha. 50. Rồi cao 50. Rồi vô Quỳnh luôn anh. Quỳnh 22 anh. Rồi 22 Quỳnh mà cộng đế không đó. Bự 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 không ha.
kính bầu trơn. Rồi giao lưu nhiêu anh? 1.1 triệu anh. Rồi 1.1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số 19. Anh này cũng viên cây đây. 70. Rồi cao 70. Rồi vô hoành luôn anh. Này chắc hoành cũng khá to đây. Hoành 29 anh. 29 ha. Vô đây có củ nở bự ha. Đó, để đều hết trơn. Rồi vô luôn nhiêu đây anh? 3.2 triệu anh. Rồi 3.2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi số 20. Cao luôn. Cao 80. 80 cao. Rồi hoành luôn anh. Rồi 31. Cộng lắc viên quá nè ha. Để quý vị để nè. Cộng to ha, trải đều luôn ha. Rồi giao luôn nhiêu anh? 2.7 triệu anh. 2.7 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số 21. Cao 55. Rồi 55 cao. Rồi vô hoành luôn anh. Hoành 24 anh. 24 hoành. Động lắc cũng viên. Để đây, để kính mít luôn. Để đẹp ha. Rồi vô luôn như anh. 1.3 triệu anh. 1.3 triệu. Rồi xuống cây. Số 22. Cao luôn. Cao 60. Rồi xây xây luôn. Rồi vô hoành luôn anh. Hoành 22 anh. Rồi 22 hoành. Rồi vô để luôn nha quý vị. Để bốn mặt có đủ ha. Đều ha. Rồi vô luôn nha anh. 1.2 triệu anh. Rồi 1.2 triệu. Mã số 22. Rồi xuống cây. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến hết clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo anh Cơ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.